Tiếp theo nào. Ní Ủa? uống mấy cơ châu mua tàu chai cha khan tiên nhiệm khu trưởng thiên thiên dinh duệ bù cung chuộng À, khan tiên sư. khan tiên sự nè khan tiên sự Ủa trưởng. khu trưởng thi thiên dinh duệ bù cung chuộng. Ừ, vậy cũng trong mùa mà trong mùa nhà siêu xỉ đấy bà. Cao lắm. Đó là trong mùa của mình hãy sư chạy xuyên xí hứa chào cửa tăng trung nè. Hảo, chị suy. Sự nỉ cho Chúa Thiên nỉ cho Chúa Thiên xin xin mãi tật nả xin lại tật nả Hai chuyện. nà nà rồi nà chuyện chân san tặng Tiếp nào, chị suy. của bộ sĩ quan của bộ sĩ quan Bảy Phan À, cho sư nán à. Nán Phan của bộ sĩ quan Nán Phan thay rửa là bộ thay rửa là bộ sư phụ Rồi. Sư phụ còn lại một chữ quấy rồi sao? Tiếp nào. À, mình Kỳ nghe thôi nhá. sĩ Mình nghe nhá. Làm đố xe đề đoán ngữ và chữ dẫn. Exercise 1. Read the following. Có muốn nghe lại không? Dạ có. Sĩ y làm đố xe đề đoán ngữ có chữ dẫn. Exercise 1. Read the following phrases and aloud. Y不记记得得，带钱。记得当你前。还记得我吗？我记得你已经有两条这样的裤子了。二，新鲜，很新鲜，不新鲜，新鲜的鱼，新整鲜个的鱼。水果真新鲜。三，放在桌子上，放在外边，放的外面，放在哪？子上放着很多饮料。四，只学汉语，只会说不会写。这儿只卖书，不卖水。卖水，今天晚上只吃水果，不吃没饭。过，水不果吃不饭。吃饭。五条，一条鱼，一条裤子，一条裤子。你觉得这条裤子怎么样？觉得这条裤子。Ở từ nào con không biết nghĩa không? À, Đã khăn cậu. thì tốt, chúng mình đi tiếp nhé. Nào, đến từ vào chỗ trống ngay nhé. Đang số 6, ok, bắt đầu. Ta đọc nhé. Của mân khan chưa cửa tiên gì chưa cửa tiên gì nhỉ nỉ chi tờ sư sấn mà sư không mắc chư niên ba yuệ this year August Đúng rồi. Tiếp nào. câu số 7 chưa theo cụ chữ y tỉ ở dễ phải không phải không phải câu này nỉ nỉ cân của y tỉ chu mẫn tha gì gì nhỉ Đây là chữ chu chị. Cháu chào chu bà. chi chấu chấu bạn của xin trai chữ chữ xiang chữ xiang xuất xuất xiang
睡觉，睡觉，睡觉。啊，饭，这个饭馆，饭菜。饭菜做好了吗？做好了，经常，吉祥啊，已经，已经，啊，已经，饭，已经。一间饭，一放间了，饭，一间饭饭，一间饭啊，饭桌上了，啊，饭桌上了，放出了人。饭桌对了，肩膀了，把这按住啊！肩膀上了，按，几间饭桌上了。高数琴，想您，您，您您走，慢走，慢，您慢走，慢了，你走退。您慢走，您慢走嘞，跟上小。跟上小哦，小心啊，跟上小心点啊！谢谢你，谢谢你啊！在路上，路上还是等嘞，路上小心啊点啊！等会，过来，谢谢你，来，你那坐慢走，慢，你慢。您慢走，路上小心点儿。谢谢你，再见。你怎么样？高什么？上个周末你去哪了？我和朋友，我就要爬山了。小动物的呀，奶奶的吗？姑娘。对吧？哎，电脑。接着呀，买那个什么？OK，你想什么？哈，你想什么呢？你想什么呢？桌子上放着这么多好吃的，你说我吃什么好？水果或者面包都会使对你的身体，为你的身体。对椰根，对你的身体好。那我吃水果吧。山沟的条，我们什么时候就要去上班？你不，嗯，我不记，我不记得。你看，
Đi khăn. Đi khăn khăn. Chị tập. Đi khăn khăn. Chiếu. Chi票, Chi đi khăn票, khăn đi chi khăn票. khăn, Anh chi nhầm票, vừa thấy quên mất hả? Chi票là gì? chi票, làm lên máy bay, à lên tàu điện, Chi票 ở đây là về máy bay. lên máy bay, chi票, ôi rồi, đâu rồi, chi票, máy bay, tiếp tục, chi票, chi票 sang. Chị ở chợ. Chị ở chợ, chị ở chợ, sự sự o khảo, sự o duyệt, sự khảo, nào chiêu sự, nào chiêu sự, chiêu dâu dâu thiên, Hậu thiên. hậu thiên, Cần nhiều từ mới con không biết quá. hậu thiên. Hậu thiên rồi. Hậu thiên là ngày gì? Minh thiên là ngày mai, còn hậu thiên là ngày kia. Con ghi vào nhé, hậu thiên. Vâng. Đã chết xong. Sang tiếp tục nhé, sang phần sau, còn sang phần sau nhé. Của tập bỉ nè, nỉ khan chiên là má, nỉ khan chiên là má, cũng tập khái sự khai tập, Đúng rồi, cũng tỷ na cửa, cũng là na cửa. tận na cửa, tiền nào tháng thiên, phang trở, y cơ sư nỉ tầm mắt. Chỗ này còn có một cái gì đây nhỉ? Nào tháng viên tờ na cơ bẩn sư sư nỉ tờ Bỉ, mắt. Chỗ này có một y cái chữ bỉ, y chữ bỉ này. không, cái này nó là Tiếng, không cái phải này đang tiếng. nói về cái màu, có cái màu đỏ rồi, nhưng ở đây còn có một cái bẩn sự, một quyển sổ ấy. Tên Sổ. nào thảo biên tờ na cơ bẩn, à phang trở y y cơ bẩn sự. Bản chữ. Bẩn sự, không biết chữ bẩn sự. Bản chữ là có, được là giấy. Bẩn sự là quyển vở chứ. Quyền vật. Chưa lý tờ ba. Đây là quyền bồi tập. Ok, chưa nỉ tâm á, xong rồi. Trai đầu sao? Bắt đầu, ok, còn nỉ cha lấu sang, nỉ trang lấu sang, chu chu khan khẩn tua rắn mắt Trụ bụng đúng không? chu ta Trụ chu chở chu chở khẩn tua rắn mắt bụng chữ chữ dầu lẻng khơ suối suối sắc ít suối sông nỉ mân sư ta duy nỉ ta nhầm lại nỉ mân sự ta suối sơn khái sự ở trung suối sơn ta suối sơn Xong phần đen xí rồi, cũng không quá nhiều. Bây giờ chúng mình vào phần nghe nhá.
thần Nào. tượng nghe trước này, tại Xiao Li Gia, con đọc trước phần này cho con nghe nào. Mình thiên sư chỉ thiên hay sư yên thiên, ngày mai là trời nắng hay là Mình ngày thiên sáng. là tức là mình chuyển chuyển thiên cái sự nhìn thiên nán tầm nán tầm mình thiên dầu sấn mạng sơ Có gì mà sự gì? sư mạng sư chiều nữ tầm đó tuổi nữ nữ tầm tuổi xiao lịch xiao cang xiao cang xua sân mà xiao lịch dễ chưa phá sa mà quay sân mà Đúng rồi. À, chúng ta cùng lại nghe bài. 明天是晴天还是阴天？阴天。电视上说多云，怎么了？有事？没事。我们明天要去爬山。爬山的时候要小心点儿。好，你也去吗？我不去，我有事。生子。 明天是阴天，男的着，阴天，阴天。男的明天呢？明天呢要去爬山。对。女的说爬山的时候要小心。和吗？女的，她不去爬山了，因为她有事。对，非常好。那现在我们一起读吧。明天是晴天还是阴天？今天，电啊，这找不着后台了。今天电视上说多云，怎么了？有事，没有事，事。我们明天要去爬山。爬山的时候要小心点儿。好，你也去吗？我不去，我有事。都没到来呀，电视上说今天是阴天，对吗？今天是阴天啊，对。不是吧，明天是，今天嘛，明明天。天是说明天，不是今天。今天啊。今天啊，明天啊，今天啊，不是啊，明天小丽和小刚一起去爬山。明天去，肉要啊，不是，肯定要不是，我对，比啊，我接不比。因为明天是晴天，所以小丽不要爬山。我比啊。Chiếng thiên ngày mai à không không phải là trời nắng nên là có vấn đề à Ta有not事。given thằng có nghĩa là not given tha dầu sơ có nghĩa là tha dầu sơ nên là sai đó cả ba vậy là cho ba câu hỏi chỉ để ba câu sai wow电视上说爬山小心点儿，有事。那现在你根据这些词陈述一下这段话吧。没电怎么视，没给的来呀，没怎么给的来，没怎那等着我们的电视说了gì 呀？đầu tiên là mình phải xác định được là thông tin là câu chuyện này có ai này, xong rồi ở đâu này, đúng không? Mình sẽ mở một câu bằng một cách nói như ví dụ như là Jin tian Xiao Gang và Xiao Li zai Xiao Li jia wan, đúng không? Hôm nay Tiểu Cương và Tiểu Lệ chơi ở nhà Tiểu Lệ, đúng không? Đấy, xong rồi bắt đầu Xiao Gang wen Xiao Li jin tian ming tian qing tian hai shi yin tian, Xiao Li hui da ming tian jian shi shuo ming tian. 电视上说明天阴天，阴天，
Đấy, đấy, con kể tiếp như thế. Ok, con bắt đầu nhé. Một, hai, ba. Chim thiên xảo lị. Trai xảo lị. À đúng. Xiêng chim thiên xảo cang chư xảo xảo lị. Xảo lị cha quá. Cha quá. Tiên sư sang xua. Mình thiên sư ở nhìn thiên. Xảo xảo cang vào mồm xảo cang chiếng chiếng xảo ly y chỉ chữ phá san tàn sư xảo ly xua phá san tờ sứ khâu giam giao xảo xin tỉa xảo xin tỉa nữ tập hứa chữ đó nhìn quay tha dầu sơ Xảo ly, con đang nói là xảo ly, xảo cang, xong tự nhiên nói nủi tợ. Nó không có sự liên kết xảo bài ly văn xảo đấy. ly thì con nói tiếp xảo xảo ly âm thứ chữ nhìn quay tha dầu sơ Nghĩa là đoạn đầu nó đang nói là Shema. Đang nói là chuyện là Minh Thiên, Nhi Thiên hay sư Chính Thiên đúng không? Xảo cang, chính xảo ly y chỉ truy phá san. Thì chỗ chị này phá sao thì nói luôn là gì, đang nói là gì, Tiểu Cương mời Tiểu Lệ đi đi leo núi cùng với nhau, tự nhiên theo Tiểu Lệ nói là đi leo núi thì phải cẩn thận. Thì nó hơi đột ngột, nó tuyển chuyển hơn đột ngột, lẽ ra mình phải nói là ngày mai Tiểu Cương sẽ đi leo núi. leo núi Thế thì Tiểu Lệ mới nói là nếu mà đi leo núi thì phải cẩn thận. Xong rồi Tiểu Cương bảo thế cậu có đi không, thì Tiểu Lệ bảo là tớ không đi bởi vì tớ có việc. Đấy thì nó tuần tự hơn ấy, nó logic hơn đúng không? Tự nhiên bảo đi chơi xong rồi có đi không, thì Lệ bảo là leo núi thì phải cẩn thận, có đúng không, có đúng không nhỉ? đúng okay, tiếp tục nhé. Vậy là xong rồi. Ok. Rồi mình sang bài 2 là chạy sang trảng. Nán tờ chuông nán nán tờ trang nữ tờ mãi cái mãi cả chưa thiếu cư dự mà vậy chuyện mà châu thái thái hả khải giao mãi chuyện mà chân sang tua xảo chiến你觉得这条裤子怎么样？我记得你已经有两条这样的裤子了。那我们再看看别的。这件衬衫怎么样？还不错，多少钱？这上面写着320元。买一件。一件。生词。哎，真的挺被动的啊，空口说是的，无论。买一件。你觉得这条裤子怎么样？我记得你已经有两条这样的裤子了。那我们再看看别的。这件衬衫怎么样？还不错，多少钱？这上面写着320元。买一件。对，我把它生查了一下。词。菜。男的不，无让，不让不让不让女的买这条外这条裤子，因为男的因为男的已经有两条这样的裤子。周太太呀，还要买这件衬衫，衬衫，
trên trên trang xỉa chữ 320 yuan. Đúng rồi. Châu, nhưng mà cái châu thai thải hái yào mãi sân ma thì mình nên nói là châu thai thải hái yào mãi ý chiên trần san. Mình dùng từ ý Ý chiên chuyện trên trần sàn. san thay bằng cái chưa chiên trần san. Bởi vì đây là Chuyện sàn. đang hỏi gián tiếp nhé. Trần Dạ san sở chiến thì mình nói là chưa chiên trần san. vâng. Rồi bây giờ mình vào đọc nhé. Nǐ jue de zhe tiao gu zi zen me yang?我记得你已经有两条这件的裤子了。这条个，这件衬衫怎么样？还不错，多少钱？这上面写这320元。买一件。bây giờ cô với cả Tùng Lâm thử đi chợ, đi siêu thị cùng nhau xong mua đồ nhá. Để xem là Vâng. Tùng Lâm thích mua đồ gì. Ừ, xong rồi con đi mua đồ, con mua đồ cho con nhá. Thì Vâng. con thích mua gì nào? Thì ví dụ ví dụ con đi mua苹果đi, mua táo đi. À, đi mua苹果à? Xong rồi ngoài苹果ra vẫn còn phải mua một cái gì nữa đúng không? Đầu tiên Và là một cái áo và mình một nói cái ví dụ khu chịu苹果thì bảo là gì? Cô nhớ là ở nhà mình vẫn còn 2 cân táo đúng không? Thế thì mình xem đồ khác đi, thế thì mua dạ táo hai với quả con nghĩ là bốn quả táo, bốn quả táo đi, sơ bốn cơ quả, bốn quả sơ cơ tư苹果. cửa tư Rồi cửa thế khiếu thế của xong rồi chọn cái khác thì Tùng Lâm chọn cái gì? chọn khác là khu dự vậy, cái này con lại chọn khu dự. Khô sữa quần đó hả? Vâng. Không, đã cửa hàng hoa quả thì phải chọn hoa quả chứ. Si qua để si qua đấy. Si quả, con mua dưa hấu à? Thế mua một quả si quả nhá. Xong Dạ. rồi xem là trên này có bao nhiêu tiền nhá. Bây giờ câu hỏi con trước nhá. Nǐ jue de zhe xie ping guo zen me yang? Wo ji de ni yi jiang you a yi jiang you se ge ping guo le. Nào mình chạy khai khai bia tờ. Chưa cơm là si quan chuyển máy nha. Hãy bố chua, tôi sợ chén. Chưa chưa cửa si quan xỉa chở xỉa Đợt chở chú. y bài 30 yuan. Chưa sang miền xỉa chợ thì đúng hơn đúng không? Ở trên Chưa này viết sang là chưa sang miền xỉa chợ. chưa sang miền xỉa chợ y bài 30 yuan. Ok, mày chưa cơ bà. Trước cửa phòng xong. Rồi đi chợ đây. Cái này bỏ qua nhá. Rồi bây giờ mình xem chai水果 của điện.男的女的问男的什么？他们要买什么水果？为什么？他们买了什么水果？今天晚上他们吃什么？今天晚上他们吃什么？是吧？这些水果真新鲜，我们买西瓜还是苹果？西瓜吧，你看这上面写着，西瓜不甜不要钱。那我们买一个大点的吧。再买几个苹果。好啊，今天晚上只吃水果，不吃饭。只吃苹果不吃饭，对吧？就不吃一样饭。再听一下吗？Bắt đầu nhé. Bắt đầu châu thì là con sẽ nói là nữ tờ quấn ông quấn nán tờ để bán nán tờ mải si khoa
他们的买西瓜还是苹果啊，他们呢要买西瓜和苹果，因为周明看这上面写着西瓜不甜不要钱，和周明喜欢呢苹果。他们今天晚上吃什么？他们晚上只吃水果，不吃饭。对，OK，这些水果真新鲜。我们买西瓜还是苹果？西瓜吧，你看，这上面写着西瓜不甜，不要钱。那我们买一个大点的吧。再买几个苹果。好啊，今天晚上我们只吃水果，不吃饭。啊，này mình lại đi mua đồ tiếp này. Vẫn là đi mua đồ là đây. À, này có mua Vừa nãy mình vừa nói xong rồi quần cô. áo. Thế mình mua gì bây giờ? Mình đi mua quần áo hay là đi mua điện thoại đây? Mua Đi sổ mua quần áo đi. đi mua quần áo nhá. Không giữ chân sao?裤子和衬衫吧。这些衬衫呢？这件衬衫真漂亮。你买衬衫还是 T 恤？东北来的这几继续看啊，继续吧，是因为我喜欢呢，继续。啊，你喜欢 T 恤？好。那我们买几个吧，是吧？买几再个？买啊，一条裤子。好的。我们不能吃衣服，对吧？那怎么说？我们说啥玩意？OK，那么来，那柠檬、柠檬的西瓜不甜。一种西瓜布啊，哎呀，西瓜不甜，不甜对吧？凤仔，通啊。凤啊，几条不甜啊？对，猪。下来了，对，不甜，牛不逼！要钱嘛。西瓜好不好？够了，西瓜不甜不要钱啊！你脑搞不好，西瓜不甜啊！不甜啦，你嘛không ngọt thì không lấy tiền，不要钱。对是啦，嘛không không ngọt đúng thì không không đúng，lấy tiền，đúng对，rồi。không đúng。他们要小的西瓜，他们不要小的西瓜，这样瓜子好鸟啊！一个大点儿的吧，一个大点儿啦，你有没多？一个大点了，给到就大了，到大，了，到我就大，一个大点儿，为了后三啊，不是，不对。一个。周明啊，我呢？周明，你周明问太太要几个苹果？这好像摸白的广告。你在叫，得了，叫命海，搞莫白鬼không không không à Ngủ tuổi tiếp họ chỉ bảo chỉ cưa thôi chứ không à không à, có chỉ cơ hay hả? là Bảo dạ mà, đúng không hai mày chỉ trai cơ mà chỉ chỉ thường của đúng không thế đúng không rồi. Tiếp tiếp nào. tục nhé châu thai thải à chim thiên quả sang bu chưa sủi của cửa phản sai người này vẫn ăn Thiên晚sủi của上。vẫn对。chưa sủi của对啊，他们说今天晚上只吃水果不吃饭。对吧？对。周明和耿太太只买了水果，没有买了西瓜。也不对。不对，因为他们要买一个大一点的西瓜和几个瓶子，几个苹果。几个苹果？
那上现钩在吧。我们要讲一下，今天周明和周太太在水果在水果店，要周买太太哪说这些水果很新鲜，他们所以他们买西瓜还是苹果？说明哪个或者呢？或者周明呢？对不？周明啊，周明想看他们要买啊，买西瓜呢，或者水果，或者。周明上面写着，周明儿说这上面写着西瓜不甜不要钱，偷偷他们买一个大西瓜。周明问周太太买了几颗苹果。个苹果，周太太说呢，他们能买了个苹果，他们想好今天晚上去。吃水果不吃饭，对，非常好。各位的球妹，三百五年了，在休息室。来休息休息，你来唱放你吗？咋吧？桌子上有什么？你们要喝什么？女的为什么喜欢喝？热茶，小丽喜欢喝什么茶？咋了？对，我们一起来听。刚才给乱了一个嗓。桌子上咋放了？着很多饮料，你喝什么？茶或者咖啡都可以。你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。生词。热茶了一个好呀，快来那边。来，刚才的够好呢。OK，桌子上有什么？桌子上有很多饮料，他很们多要喝饮料。什么？他们要喝小刚哦，要喝茶，但是喝茶或者咖啡。小丽喜欢喝茶，为什么他喜欢喝茶？因为茶是他的最爱。天冷了，或者工作累了时候，喝杯热茶会很舒服，对不？那小丽喜欢喝什么茶？小丽啊，喜欢喝花茶、绿茶和红茶。对，你喜欢喝茶吗？是，搞的，助理喜欢喝茶吗？小干，不是，小通哥，我问你呀，我问你，你喜欢喝茶吗？玩喝茶吗？你喜欢喝茶？是的，是的，我喜欢喝茶。你喜欢喝什么茶？阿甘啊，阿罗哈甘伦，阿甘。我喜欢喝
我喜欢喝绿茶和红茶，两种你都喜欢，两种我都喜欢。你还喜欢呢？冷茶还是热茶？冷茶和热茶我都喜欢。对，那我们一起读吧。桌子上放着很多饮料，你喝什么？茶或者咖啡都可以，你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？我喜欢花茶、绿茶、红茶等等。算了。bây giờ mình sẽ làm bài này nhé. Bây giờ mình nói về sở thích của mình đi. Trên cũng nói là trên bàn đi. Xong rồi mình hỏi về sở thích của nhau nhé. Vâng. Trên Ok. sàn放着很多饮料，你想喝什么？Yeah, chắc còn lại phải trả lời tiếp là trả hỗ trợ cà phê ăn lao động được không có cái này hay hơn sưởi sưởi ít ít mấy sưởi 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 hỗ trợ cà phê đâu cửa gì nỉ nhá nỉ khơ sẽ mà我觉得红茶、花茶我都喜欢。天冷了或者工作累了，那喝一杯热茶很舒服。你喜欢喝什么茶？我觉得红花茶、菊花茶。等等，花茶我都喜欢。好。我们看一下"茶好客常来"。"茶好客常来"的意思是，如果茶很好喝，客人会经常来。这句话常用来比喻，只要东西好，客户会喜欢。那我们看一下。你有生词吗？你讲社群吗？有生词吗？有生词吗？意思，这个意思，一组，你有哪来的意一义组，啊，明天该老读的一一个国五下，五下，没有，没有，下，有，来告像诉我，我这样回，对。意思来一读，意思。意思像个果，你们gọi là ý tứ đấy。意思意图，ý tứ rồi tư đây là chữ tư tương tư相似，nhưng mà chỗ này là ý của cậu thế nào ấy, ý ý nghĩa hoặc là ý nghĩa. Ý tưởng sao rồi? Rồi, trước đây là rú của nếu như ấy, con học chữ nếu như chưa? Nếu như tuổi Rú của biết cách đọc chưa? giờ không biết cách đọc rồi. Rú của trà好喝，客人，con biết chữ客人chưa? Vậy, khơ rắn rồi.客Thì人là khơ khách. rắn người.客人了，快给。经常来，句话之类的，句话，句。客人。哎，OK，这个人là khách này.句话là câu nói。比喻了，说谁？如果，nếu như này,
客là khách hàng. Cơ là khách hàng. Khách hàng. Bỉ dụ so sánh Đó. Con đó. dịch lại cho cô nhé, con đọc máy dịch lại cho cô bài này. Đó. À, theo khảo à, chả chả khảo cửa chẳng lái tờ tờ ý sự ý sự sự rú của chả rú cửa chả khẩn khẩn khảo cửa cửa rắn chiều chiều hội chẳng hội 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 chương chẳng chương chẳng lái chữ hoa trang chữ hoa của trang à, chắc phải đọc lại rồi. Thì chỗ này là Con đọc lại hai chả khảo đại một hai ba chả khảo cửa chẳng lái tờ y sử sử rú của chả khẩn khẩn khảo khưa cưa luận chưa khuây chiêng chẳng lái chưa chưa chi khoa chưa chi khoa chả chẳng dụng lái bỉ đái bỉ rú chưa chữ bỉ y chữ chữ yào tông chữ yào tông si khảo à khu 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 cửa châu khuẩy ở sĩ khoan vậy là dịch cho cô luôn nào. gì cả cái này trong sách của quận đó trong sách tức là nếu trả là tốt thì là khách hàng sẽ đến nhiều hơn điều cũng được dùng để so sánh với việc mà những cái thứ tốt thì sẽ được yêu chuộng được ưa chuộng bởi các khách hàng. À, đúng rồi. Đó. Đấy, đấy là ý nghĩa của câu này. Còn khi mà trong trong thường ngày ấy, thì mình sẽ sử dụng câu này để nói như thế nào ấy. Ví dụ như là gì? Chưa được sang tiền, đang đang khai ta sư là thưa khu lái tờ khẩn tua, thầy bà. Nỉ chú tao sư quay là sân ma mà. Luôn chuẩn mama Thì chưa tao sư quay sớm ma mà con có biết tại sao không? Cô nói là chưa được sang tiền căng căng thai đang sư là cơ khu lái tờ khẩn tua rấn ta nỉ chưa tao sớm ma nguyên nhân mà con có biết nguyên nhân không? à, không Thì có phải giả sử đúng không? Yêu ấy chưa lì như vậy chưa lấy bởi vì là gì chưa lì tờ phan xài tâu khẩn khảo sư chưa đi được Yeah. khẩn khảo sư được Đấy, bởi vì là nó rất là ngon đúng không? Phú đảm quý bảo hảo là phải về thành khờ lần nhau chinh trạng quân khờ lần chuối tôi khảo bộ khảo chứ đảm tha bảo có cả khu ý khảo căn sinh truy khờ khu tờ quay tao lại theo ý xa quay tao đảm bảo Số ý ý khảo trá khờ trạng lại vừa được trả không? lại đảm bảo À, chân thật sự khảo trá trá khảo cửa trắng lại cái này có cái bài tập cô giao cho con đi có những bài tập để con thực hành đảm về bảo cái câu này con làm chưa đảm bảo à, vậy à? can sửa chu tâu Đúng rồi à, phản à, là chi nhìn can nhìn chi nhìn này là đồ uống
记给变了记呢，次，原来用了四次。四字呢，记到到来到干人干呢。给福，个鹏，怎么给个了？鹏。早黑拜早黑，这么多人来，好上拜拜了呀！来吧，为你，我得来，得来补呢。来吧，点。